Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố. Hệ số điều chỉnh giá đất được đề xuất tăng thêm 0,4 lần so với năm 2018. Theo đó, với mức tăng này thì năm khu vực trên địa bàn thành phố có mức tăng cụ thể như sau. Khu vực 1, các quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhuận, hệ số 2,1 tăng lên 2,5, tỷ lệ tăng là 19% khu vực 2, quận 2, quận 6, 7, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú. Hệ số 1,9 tăng lên 2,3, tỷ lệ tăng 21%. Khu vực 3, quận 8, 9, 12, Bình Tâm, Thủ Đức. Hệ số 1,7 lên 2,1, tỷ lệ tăng 23,5%. Khu vực 4, Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn. Hệ số 1,5 tăng lên 1,9, tỷ lệ tăng 26,6%. Khu vực 5, huyện Cần Giờ hệ số 1,3 tăng lên 1,7, tỷ lệ tăng 30,7%. Theo tờ trình, khu vực có giá đất theo bảng giá đất thấp thì hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường bình quân càng cao. Do đó, khi hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 của các khu vực cùng tăng như nhau, nhưng các khu vực có giá đất thấp hơn sẽ có tỷ lệ hệ số điều chỉnh giá đất tăng cao hơn và ngược lại. Thành phố cũng đánh giá, việc điều chỉnh tăng như trên là không ảnh hưởng đến các hộ gia đình cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với phần diện tích trong hạn mức